Một xin chào quý bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Lương Minh với tôi nha. Thì sáng hôm nay có lên dì Tư để mình cắt lúa, thì vô mình cũng bắt dì Tư có con vịt, thì mình sẽ bắt vịt để mình làm cơm ăn. Cắt lúa thì sáng giờ cắt cũng xong rồi, giờ cũng khoảng 12 giờ trưa. Vịt này là vịt này vịt sim gì ta? Vịt trên đây nuôi vịt sim không à? Thảm cũng nhiều rồi, chắc làm đám mặn hết mớ hả vậy Tư? Trưa hôm nay thì mình sẽ bắt vịt để mình làm cơm mình ăn. Chào cả nhà. Tại thì chế với anh hai sẽ làm lòng vịt sơ lại để mình chế biến món ăn. Vịt này thấy gì mà ít lòng con quá nè. Dạ. Nhỏ hay chân chuỗi vậy? Nó đủ tâm á. Vịt này thì em nghĩ là nó già lông hết rồi, nó không còn lông non nữa nên mình làm dễ đó. Chứ gặp mấy con vịt mà chuẩn bị thay lông rồi này kia. Chỉ mấy con mà mới lớn rồi đó. Dạ. Nhỏ khủng khủng luôn. Nhỏ mà nghĩ ăn thịt vịt luôn. Cái đầu này nè, mới nhổ ra là nãy cái đầu này nhìn thấy đen thui là rồi rồi đó. Nhổ từ sáng tới chiều luôn. Ừ. Cái vịt đó ăn nó không có ngon. Nó như, như là bị hôi lông vậy đó. Dạ. Nó mặn nhán. Ui, đem mặn thêm nè. Đến giờ thì mình với cha lên trước để là coi cắt lúa, lòi lúa vô trong kia. Cắt xong rồi hả? Xong rồi. Nãy em có đi theo bên mấy cái ruộng kia tí xíu. Đi chơi hả? Dạ. Được nhiêu bao? 22 bao. Cũng em ha. Dạ. Chứ bữa hổm đâu mấy cắt mượn được đi đường bao nữa. Thì từ ra đường bao nữa là được thêm 3 bao. 3 bao. Hết rồi. Ở trên đây mà làm một công phải cần tầm 10 bao trở lên mới gọi là trúng. Ừ. Còn ở ngoài đó 4 công mà 23 bao là quá thất rồi. Với thêm lúa nó bị sập á, lúa nó cao quá, phút đầu luôn mà. Rồi bị sập nên vậy Tư nói bị sập nữa nên hay thất. Nó bị hào luôn. Dạ. Chào cả nhà. Hôm nay thì lên vậy Tư sẽ làm đầu bếp chính. Chào ha. Chào thì để con coi hũ chào này hiệu gì ta. Từng thấy ngon quá nè. Chào này là chào Phước Hòa nha cả nhà. Thơm, cái mùi chào nghe mùi ngon lắm. Cái cây chào dòm nó làm dài dài là dòm ngon. Con nghe mẹ khen chào đó hoài. Chào ra ngon lắm á. Ngon thiệt mà. Thảo nhìn chưa chào người ta ông bà cô chú hay vậy ta. Chào ông bà cô chú. Cúi đầu lặt chào ông bà cô chú. Ở bên đây thì công đoạn lặt rau này cũng hơi nhiều nha, bữa nay rau nhiều nha. Ăn lâu rau, lâu rau nhiều mới ngon. Dạ. Thợ lặt rau. Đem miếng đường. Này thì mình sẽ ướp trước cho nó thấm một xíu rồi mình nấu. Lên thật ngọt. Có chè chao nghe mùi thơm luôn vậy ta. Nấu lẩu chao mà chao hơi nhiều nhiều nó mới ngon. Dạ. Yeah. Hồi rồi chấm chao nữa vậy nó mới đã. Chao mà nấu chao mà. Chứ nấu chao ít quá có cái mùi nó mình chấm ra quá nó hết chắc rồi. Dạ. Yeah. Mình giết lát mình nhúng rau vô cái nó lạc nước bớt vậy ta. Nay mình nấu chao thì bằng nước dừa tươi. Đây có trái dừa quá trời bự luôn. Nó nước dừa đó thì ngon nữa. Dạ. Yeah. Bỏ dừa đâu có nhiều. Có em rồi cũng bỏ dừa. Này vậy Tư nấu thì ngon không? Dạ. Lâu lâu đổi đầu bếp một bữa. Đầu bếp mẹ thì ở nhà. Lâu lâu lên đây thì mẹ không có lên được. Này cũng coi nhà. Mà ăn Tết muộn, sớm lên ăn Tết muộn. Dạ. Cắt lúa mới ăn Tết muộn. Dạ. Ông ngoại mất là Tết giờ buồn quá rồi, có không ăn được gì hết. Bữa nay sớm mình cắt lúa thì sớm lại dù cháo ăn luôn. Dạ. Dưới con thì cũng không có ăn luôn. Mẹ cũng buồn rồi, ai cũng buồn rồi, không có ăn. Bữa này cắt lúa thôi, xúm lại con cháu lại thì mình dịch nè. Lúa năm nay mình cũng thất cái gì ta. Thất quá, trời mưa hoài, rồi hổm sạch nữa. Dạ, lúa mà sập là nó thất.
Ừ, thơm quá vậy ta. Ừ. Chao hôm trước thì có là xào cũng được không? Dạ. Yeah. Hôm nay mình ra tới cái chuồng vịt này. Dạ. Tạm quá thì hầm nước mưa nữa, hầm nước chết đi. Chứ cái thau đó mình đổ nước dừa vô mình là chán rồi ta. Mới cho vô xào thôi còn thấy thơm. Vịt đây, vịt chim này thịt nó đỏ ao hay gì ta? Ừ. 6-7 tháng thì. Dạ. Vịt có ao. Dạ. Rồi trong lúa hồi nhỏ thì cho ăn thức ăn rồi tới chừng tháng rồi tàu cho ăn lúa rồi. Thức nhỏ nhỏ mình ra thức ăn cho nó mạnh mạnh chứ. Mạnh cho nó là bự thì mình thả ra cho để không cho thức ăn nó cũng lâu lớn. Dạ. Cầm cái dừa cầm không nổi. Dạ, cái dừa quá trời bự luôn. Cái lò này có gì tao cháy như lò củi gì ta? Ừ, cháy nhiều lắm. Lò tư quá nhiều khoái cái lò này nấu hoài cái nó lò này không à. Dạ bữa nay với con cũng mua cái lò bự nấu cho nó nhanh. Ừ. Lò nhỏ nó cũng cháy mà nó không có bằng. Bằng. Cái lò mua mà cái màu lò này nè chứ đừng mua cái lò cái xi măng nè, lò xi măng không cháy. Dạ. Vì tôi không có cái lò đó nấu hổm cũng đâu có cháy không đâu bằng lò này. Dạ, giờ mình này đi kiếm củi cũng cực mà mình nấu lò than nó tiện. Ừ, nó than tiện. Với đỡ dơ hơn lò củi. Dạ, ta cũng chờ chụm than nhiều chứ củi thì cũng. Dạ. Không ấy nữa. Trời giờ tiến bộ rồi, chứ không như hồi xưa mà củi không à. Dạ. Có xả vô. Dạ. Xào rồi mà cũng bỏ cho cái khúc vô cho nó thơm. Bữa nay thì mình sẽ sử dụng khoai môn nhỏ hả chứ? Khoai môn nhỏ, môn giáo. Dạ. Yeah. Khoai môn nhỏ thì mình sẽ luộc sẵn, mình không có chiên. Chừng nào cái này gần chín đó mình mới cho vô. Nhé Thảo, nay có đi học không con? Dạ, con học một buổi. Một buổi hả? Ủa, bữa nay thứ sáu rồi hả? Dạ. Mau hết tuần á. Vậy là mai với ngày mốt phải tranh thủ quay cho có bé Thảo và Vĩnh Phúc luôn. Vĩnh Phúc dạ, phẩm giờ ở nhà chứ trong đi bữa nào cũng trong lên. Ê, bé Thỏ cháu ngoại của dì Tư nè. Bé Thỏ mấy tuổi rồi con? Mấy? Có cả hả? Nè. Nhiêu tuổi? Đâu con mấy tuổi? Hả? Năm. Năm hả? Năm tuổi con gì? Con chó. Con chó hả? Có cả rồi dữ vậy ta. Nhiều gạo đây nhóm ăn đủ không ta? Ồ nhiều lắm á, cái gì nhiều lắm á, đủ dư sức mà. Chắc dư yeah. luôn á. Dư luôn à? Không, gạo cái lẩu này là xài gạo hao lắm nè. Nhưng mà nhiêu đây chắc cũng đủ ăn. Dạ. Yeah. Nãy chế tính mua bông bí nữa mà nè chưa quá rồi ta bán hết trơn à. Dạ. Yeah. Lâu lâu mình lên đồng bữa mát mẻ quá. Hôm nay quá gió à. Gió ăn mát. Lẩu chao với lẩu mắm là tốn gạo dữ lắm à. Dạ. Yeah. Lẩu mắm bây giờ là tháng này là mình phải đợi tới mùa mưa xuống rau mới nhiều. Còn tháng này là mình ăn lẩu mắm là ăn rau ít. Mẹ gió nãy giờ cũng bay con. Mưa rồi cái có bay luôn nước rồi ha. Dạ. Ở ruộng phía trong đây của dì Tư thì dì Tư nó tới 20 mấy âm lịch đó mới gặp. Phải không dì Tư? Còn ở ngoài trước thì tại cấy trước nó chín sớm. Trong đây là lúa gì vậy Tư? Thằng nông. Còn ở ngoài trước là lúa mùa. Mấy này lúa chín này đâu còn đi làm mướn nghe gì Tư? Rồi bữa hôm gặt gặt ở dưới cậu chín với gặt cho con thôi hả? Không có gặt cuộn nào nữa hả? Thì gặt của con mới nửa chừng đó, ngoại chết đó, bỏ ấy đó. Dạ. Yeah. Có được gặt đâu, người ta kêu nhóc cho mà đâu có gặt đâu, ngoại bệnh chết yeah. rồi đâu có gặt được đâu. Rồi bỏ lúc cuộn. Đó bỏ luôn, bỏ đám ông ngoại đó đâu 3-4 ngày gì đó. Rồi mới mướn người ta gặt.
khô gan luôn, lúa khô gan luôn. Chín rục luôn rồi. Dạ. Ở trên đây thì gặt máy thì cũng khỏe hay gì ta, đâu còn cắt tay. Cắt máy không mà giờ đây trên này giờ cắt máy không mà có mần thì dặm móc cái lúa đó. Dạ. Móc được không mà. Cũng giờ cũng khỏe, này giờ dạ. Không có đi cấy đi đồ nữa. Vô đầu mùa thì xạ. Xạ xong rồi tới dặm cái ta mướn dặm. Dạ. Thì đi dặm, không có đi cấy nữa. Dạ. Thời xưa là đi cấy lúa, nhổ mạ. Nhổ mạ rồi mới tới cấy chứ. Rồi mới tới đi gặt nữa. Là hết năm luôn, không có ngày nào rảnh chứ. Chưa nghỉ ngơi nữa là tới nữa. Gì? Không mắc cỡ. Giờ khó mắc cỡ. Giờ có máy gặt khỏe thì giờ khỏe dữ dằn. Cái giờ mới suốt đâu còn mới suốt nữa đâu mà suốt. Gặt dạ. Mới suốt có suốt. Dạ mấy suốt giờ cũng còn mấy suốt mấy cái mấy cũ cũ không à. Ở dưới còn không suốt mấy cũ không à. Mà kêu cũng trả ra mà cả vấn đề. Dạ. Dịch chín rồi giờ chị Tư bỏ củ hành vô. Dạ. Củ hành vô đây ăn chắc ngọt lắm ta. Thơm. Dạ. Khoai môn thì mình luộc chín này, giờ mình đợi cái này chín mình sẽ cho vô. Tắm thấm xà xôi tắm lên rồi mình múc ra. Buổi sáng hôm nay gia đình mình cũng làm được rồi, dịch sim nấu chao, mời cả nhà dùng chung gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà. Cả nhà được. Dùng trước rồi ăn. Trước khi vô. Rồi xin mời cả nhà lái gai là với gia đình mình luôn. Bữa nay ăn Tết muộn hay Dương Tân? Tết muộn. Lâu làm như không có bỏ đường. Ngọt ngọt. Ngọt hả Dương Tân? Bỏ đường vô cũng ngọt. Dín cái đầu hả? Ngồi gần vô con. Ngồi sao quá thì tới. Cái đầu này. Đánh được không? Đánh đi. Dương Tân ăn biết cái nồi nấu chao này ai nấu không Dương Tân? Biết chưa? Biết ai? Ai nấu? Ghệ tao nấu cho ai. Còn nấu đó. Nấu tao ăn hoài rồi biết rồi. Cái món nào ghệ nấu là ăn biết liền. Hay dữ vậy ta. Hương vị quen thuộc hả? Cho ăn này béo dữ thiệt kìa. Ghệ người ta nấu ăn nghe khác. Ăn cái củ khoai môn tấm nghe rồi. Đã gì đâu cũng dẻo thơm. Mà nhúng cho không có tấm mà không có nhúng mà đâu có gì. Cho lấy cà phê liền nha. Để cho nó héo héo ăn được. Đúng rồi. Đúng rồi. Lâu quá. Mềm mềm vậy. Ăn gạo với ăn mà phai thay thịt vịt để đó. Mới chiều nấu lại ăn nữa. Mai chiều gì mua khoai với rau bỏ vô thêm nữa. Để dành. Mông này mua ở làng hết đâu vậy? Dạ. Nghe ngon quá. Cải này
hay với ta biết mua mua ở đâu hết trơn ở làng dưới sách lên chứ đâu phải là con tư mà con thịt vịt nó ăn nghe thơm gì đâu. Cái Thảo ăn rau sống thì không ăn mà ăn rau nhúng không ăn. Nhúng mà chín rồi. Dạ. Rau nhúng lẩu là mê lắm. Vô đi tư cho nó ấm ấm. Nó giờ quên nó. Ăn xong rồi. Thôi nó no luôn à. Vô. Vô đi. Vô. Vô. Tết giờ chưa có đi cọc chèo không trời. Vài bữa xuống đi với tao. Gánh xuống được. Bên nào gánh mình đi. Mời 14 tốt. Anh đâu. Ăn tết muộn thôi. Hôm nay lên nhà Dương Tư ăn tết muộn. Nó năm trước còn đi la ga người này người kia, năm nay là không đi đâu chứ. Vô. Vô. Tết muộn muộn này vịt chim mà nấu với lẩu chao ăn đã đỡ cũng được ha. Ngon. Tính ra 2 năm mày mới nhậu lại với Dương Tư vậy trời. Thấy cũng vẫn êm như ngày nào hả Dương Tư? Sao mà mày. Mua mà nấu cái gì ăn lỏng béo vịt cứng cái gì khoái ăn ngay cục xương. Khoái cặp xương à. Vịt vịt tư nuôi cho ăn lúa ăn thịt thơm hức rồi trời, các loại thơm hức à, mới dùng quả nữa đây. Ráng nhiều cục thịt ngọt quá à, được quá mà ghệ nấu ăn ngon quá ha. Nhìn con mẹ ai nấu nè, ghê nữa đó. Ừ, ăn là phong phức. Khen là dữ vậy ta. Gần đông cái gì, gần đông cái gì. Theo lúa mùa đó chứ em nằm đó. Khen khen tối cho ngủ mày. Thôi không cho ngủ á. Đọc chứ bắt thức á. Cho thức không à. Sống như thế mất hoàng. Không mà xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ phải. Tháng này cá nó đâu còn trên ruộng nhiều hả Dương Tân? Này là nó dồn xuống chỗ sâu về đìa chân ha. Ừ. Mà năm nay con thấy nước cũng còn nhiều quá, nó không có trên ruộng còn cũng cao quá nè. Thấy gì chứ bây giờ trời muốn mưa nè. Dạ. Cá nó ở trên ruộng chưa chịu xuống đìa bao nhiêu đâu. Dạ. Cũng xuống nhưng mà xuống số lượng ít thôi. Ừ. Thấy cũng ụt cũng đỡ. Xuống là bằng cái gù với thác bát rồi xuống cái lóc cũng á, cái lóc cả ruộng nhiều. Dạ. Mình đợi nó cạn luôn mình mới cắt lìa hay là đợi cái lối nào mình mới cắt lìa cực? Để cạn mới tác được chứ mà nước còn nước nhiều quá, nhưng cá ở kinh không tác đâu có được nhiều đâu. Dạ. Số lượng nó không có được nhiều. Như mấy năm trước thì tháng này là nước nó cũng cạn hả Dương Tân? Trên ruộng là khô hả? Mấy năm trước ở ruộng là cắt trước mới cày cày sau rồi đó. Dạ. Mà năm nay quá trời cái lượng nước ở trên ruộng còn đây không biết tháng nào cày được nữa. Dạ. Này năm nay khó làm ruộng lại nữa ha. Ừ. Năm nay tới tháng 3 không biết khô nổi không, chứ đừng nói tháng 2. Nay mưa hoài luôn. Mấy bữa mưa, mưa rưới hoài. Dạ. Thảo ăn được ngon không con? Ngon. Ngon là chấm điểm cho bà gì đi. Mấy điểm? 10 điểm. Mày nãy giờ có biết số 10 không? Bởi sao Dương Tư biết nha Dương Tư? Trời ơi, tao đi theo mấy trận không biết. Ừ quên Dương Tư đi. Mấy trận không gớt rồi. Tao 10 điểm mà tao gớt hả chị?
dựng đi chứ chung với Thảo mấy chồng ông dựng gớt rồi. Cho 10 điểm ông dựng gớt. Nè. Bữa đó say quá cho rồi quên lọt gớt. Được hỏi mình mua phai môn mà ở trong nó màu xanh đó anh. Ừ. Dẻo dữ luôn á. Sáp á. Dạ. Phai môn đó là dẻo luôn, phai môn này dữ. Mặn ký có 8.000 có 10.000 cho mình bắt đầu vậy. Dạ, con mua nguyên bọc 1 chục ký luôn. Vô. Vô. Đã gì đâu ha. Đã. Mấy nãy uống ngọt quá giờ tôi uống đầy quá. Ok. Làm như ăn mồi nhiều quá uống luộc vô với cả. Kiểu này về bữa chắc nhậu nghỉ ăn mồi quá. Ừ. Uống bộ uống rượu này nè. Hồi đó tao đẹp trai lắm mà tao uống rượu này giết rồi tao tao xấu trai rồi tao. Nhăn nha mà. Không cái gì giờ gì tư mày muốn chê tao rồi. Mày muốn đi kiếm chỗ khác. Chắc chê rồi chứ muốn gì nữa. Nhằn quá nhằn. Vô vậy. Bình thường thôi. Lỗi gió mạnh. Ăn gì bữa nấy nhưng đừng. Dạ rồi, khắp nước thôi, cũng ngon như thường. Làm đỡ đỡ đó, chén nước thôi. Làm nhiều quá hơi mặn. Mặn à. Chén nước không để đỡ nữa thôi. Thank you.